Chào mừng các em đến kênh Hải Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em toán lớp 7. Bài số 7 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống nhé. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm, các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình xem bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 7 tập hợp các số thực nhé. Như vậy là học xong bài này mình sẽ có một số khái niệm thuật ngữ, số thực, số đối của số thực và giá trị thực đó. Giờ học xong bài này mình sẽ có một số kiến thức và kỹ năng nhận biết được số thực, số đối và giá trị tuyệt đối của số thực, biểu diễn số thực trên trục số trong trường hợp thuận lợi và nhận biết giờ thứ tự trong tập hợp các số thực. Giờ như là hai bạn này đang nói chuyện, bạn này nói đã có số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ lại thêm số thực nữa. Như mình trong các chương trình học của mình từ lớp 1 tới lớp 6 thì mình đã học về số tự nhiên. Số tự nhiên sẽ tập hợp số tự nhiên chính là n. Tiếp theo là số nguyên, tập hợp các số nguyên chính là tập hợp z, tập hợp các số hữu tỉ chính tập hợp q. Bây giờ mình sẽ học về tập hợp, về số thực, tập hợp các số thực gọi là R. Đúng này. Như vậy là bạn này nói là em đừng lo, vẫn là các số đã biết không. Đúng này. Như vậy là mình học số thực thì cũng chỉ là những số mình đã biết không. Đúng này. Số 1 nhỏ mình học về khái niệm về số thực và trục số thực. Số thực là gì? Trong các bài học trước thì các em đã thấy là các số hữu tỉ và các số vô tỉ đều viết được dưới dạng số thực phân hữu hạn hoặc là vô hạn. Vô hạn tuần hoàn là hoặc là vô hạn không tuần hoàn. Chẳng hạn 3 phần 4 thì chính là 0,75. 1 phần 9 là 0,11111. Đúng không? Thì số 1 đập đi mãi, mãi mãi. Tiếp theo là căn bậc 2 của 2 thì sẽ 1,4142. Ở đây là một số hợp phân vô hạn không tuần hoàn. Đúng không? Cái số về sau là nó không lặp lại nhưng mà nó kéo dài mãi mãi. Thì gọi là số hợp phân vô hạn không tuần hoàn. Như căn bậc 2 của 2 chính là số hợp phân vô hạn không tuần hoàn, hay còn gọi là số vô tỉ. Bây giờ số hữu tỉ và số vô tỉ người ta gọi chung là số thực nha. Tập hợp các số thực ký hiệu là R. Đúng này. Như vậy số hữu tỉ, số vô tỉ bản chất chính là số thực. Đúng này. Số thực tên gọi chung của số hữu tỉ và số vô tỉ thôi. Và tập hợp các số thực ký hiệu là R. Chú ý cũng như là số hữu tỉ, mỗi số thực A đều có số đối chính là âm A. Đúng này. Trong tập hợp số thực cũng có các phép toán với các tính chất như là các tập số hữu tỉ mà không. Mình sẽ có số B chính là 3,14159265358. Đây là một số thực đây. Như vậy B chính là một số vô tỉ, cũng chính là một số thực. Đúng này. Như vậy số thực chính là tập hợp của số hữu tỉ và số vô tỉ, gọi chung sẽ là tập hợp các số thực. Giờ bây giờ mình sẽ qua tiếp câu luyện tập 1. Cách viết nào sau đây đúng? Giờ bây giờ mình xem câu A. Căn 2 của tập hợp Q. Mình thấy là mình nhớ tập hợp Q có nghĩa là tập hợp các số hữu tỉ mà căn 2 là một số vô tỉ nên câu này sai, đúng không? Pi khu y, y là vô tỉ. Như mình thấy là pi là một số vô tỉ nên khu tập hợp số vô tỉ là đúng. Đúng không? 15 khu tập hợp R, 15 là một số nguyên. Một số tự nhiên, một số nguyên cũng là một số thực luôn, đúng không? Như vậy mình sẽ có hai đúng và một sai nha. Như câu A mình trả lời là như vậy, người ta nói là cách viết nào sau đây đúng thì mình trả lời là cách viết đúng là cách viết đúng này. Như là B của Y đúng không? Như vậy là P B khổ Y giờ tiếp theo sẽ là 15 của R. Là cách viết đúng không nào? Tiếp theo là câu B. Giờ viết số đối của các số. Như số đối của số này thì mình thêm dấu chữ.
Còn sau đó có số này bỏ dấu trừ lại được, đúng này. Giờ sau đó ấy. Của 5,08299. Như vậy 299 trong dấu ngoặc có nghĩa là nó sẽ đi là sẽ đi lặp lại mãi mãi, đúng này. Như vậy, số đó chính là số âm 5,08 và 299 sẽ đi lặp 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 lại nhiều lần, đúng này, lặp lại mãi mãi. 08, 5,08 nha. Âm 5,08, 299. Tiếp theo số đó của 5 căn 5 chính là căn 5, đúng không? Giờ như là mình xong luyện tập 1, mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ học đến trục số hực. Trục số hực ta đã biết là mọi số hữu tỉ đều biểu diễn được trên trục số. Các số hữu tỉ cũng có thể biểu diễn được trên trục số. Chẳng hạn trong bài 6 ta thấy là căn 2 là độ dài của nửa đường chéo của hình vuông có cạnh bằng 2. Vì vậy để biểu diễn căn 2 trên trục số ta sẽ làm như sau. Mình sẽ vẽ một cái hình vuông MNPV có cạnh bằng 2. Gọi E là trung điểm của hai đường chéo hình vuông như hình 2.3A. Mình sẽ vẽ một đường tròn tâm O góc của trục số. Bán kính chính là bằng ME. Giao điểm A với đường tròn vừa vẽ với TOX chính là điểm biểu diễn căn 2 hình 2.3B. Như vậy là căn 2 thì mình biết là nửa độ dài đường chéo của hình vuông có độ dài là 2 thì chính là căn 2. Như mình sẽ vẽ một cái hình vuông có cạnh là 2, đúng này. Thì mình sẽ chỉ gọi E là trung điểm của hai đường chéo thì ME chính là căn 2, đúng nè. Bây giờ mình sẽ vẽ TOX trước. Giờ bây giờ mình vẽ một cái hình tròn tâm O, đúng nè. Và mình sẽ lấy độ dài. Hoặc là em có thể thì độ dài OA này sẽ chính bằng ME. Như vậy có nghĩa là điểm A này chính là căn 2, đúng nè. Hoặc là mình có thể kê cái thước vô cũng được, đúng nè. Mình sẽ đo ME, M đến E là bao nhiêu. Giờ mình kê cái hước mình sẽ đo OA bấy nhiêu thì chính là căn 2, đúng không? Đó là cách mình biểu diễn một số hực. Mỗi số hực đều được biểu diễn bởi một điểm trên trục số. Ngược lại, mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số hực, đúng không? Như vậy tất cả các điểm trên trục số đều là số hực hết nha. Chú ý, vì mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số hực nên nên các số hực sẽ lấp đầy trục số. Để nhấn mạnh điều này, người ta cũng gọi trục số chính là trục số hực như hình 2.4. Như vậy trục số này người ta gọi là trục số hực vì tất cả các điểm trên trục số này đều biểu diễn các số hực hết, đúng không? Thì số hực sẽ bao gồm số hữu tỉ và vô tỉ, đúng không? Có nghĩa tập hợp các số mình đã học từ trước đến giờ thì đều gọi là số hực hết nha. Giờ ở đây mình sẽ có câu hỏi. Điểm nào trong hình 2.4 điểm nào trong hình 2.4 biểu diễn số âm căn 2 âm căn bậc 2 của 2. Em có nhận xét gì về các điểm biểu diễn của hai số đó? Như vậy mình thấy là đây là âm căn 2 là đây. Như vậy là điểm N đang biểu diễn âm căn 2, đúng này. Và mình sẽ có nhận xét là hai điểm đối nhau thì có nghĩa là có khoảng cách bằng nhau so với điểm O, đúng rồi, và nằm hai phía so với điểm O. Ví dụ như âm 1 và 1 này, đúng này. Căn 2 và âm căn 2, đây là hai số đối nhau. Thì mình thấy khoảng cách từ O tới N sẽ bằng khoảng cách từ O tới M, đúng này. Có nghĩa là khoảng cách từ O đến hai điểm đó là bằng nhau và nằm hai phía so với điểm O, đúng này. Giờ như mình trả lời câu hỏi này như sau.
Giờ bây giờ mình trả lời điểm biểu diễn cái âm găng ha, điểm biểu diễn. Âm găng ha. Như giờ mình thấy là điểm biểu diễn âm căn 2 chính là điểm N. Giờ bây giờ mình nhận xét nhé. Nhận xét. Điểm biểu diễn của hai số đối nhau. Là 2 điểm. Và nằm hai phía của điểm M. Đúng rồi. Điểm biểu diễn của hai số đối nhau là 2 điểm cách đều góc ô và nằm hai phía của điểm B. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp vào bài diễn nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ qua phần luyện tập 2. Cho biết nếu một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 1 và 3 thì cạnh quyền của tam giác sẽ bằng căn 10. Em hãy biểu diễn điểm. Em hãy vẽ điểm biểu diễn căn âm căn 10 trên trục số. Bây giờ mình sẽ vẽ một tam giác vuông nha. Có hai cạnh góc vuông là 1 và 3. Thì mình sẽ đo cái mình sẽ vẽ cái cạnh cạnh quyền, sau đó mình sẽ đo cạnh quyền thì độ dài của cạnh quyền thì chính là căn 10 luôn này. Giờ sau đó mình sẽ đo độ dài cạnh quyền, giờ mình kê lên cái mình sẽ biểu diễn trên cái trục số cái điểm đó đúng này. Giờ như vậy bây giờ các em sẽ vẽ một cái hình vuông có độ có hai cạnh góc vuông, cạnh góc vuông 1 và cạnh góc vuông là 3 đúng này. Giờ sau đó các em sẽ đo độ dài của cạnh quyền thì độ dài cạnh quyền chính là căn 10. Bây giờ mình sẽ vẽ một trục số và mình sẽ đo từ góc ô này về bên trái có độ dài bằng độ dài của cạnh quyền chấm một điểm thì điểm đó chính là âm âm căn 10 đúng này. Giờ các em sẽ vẽ hai hình lý do tập nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo số phần số 2 mình sẽ học về thứ tự trong tập hợp các số hợp. So sánh hai số hợp, các số hợp đều viết được dưới dạng số hợp phân hữu hạn hoặc là vô hạn. Vì thế có thể so sánh hai số hợp tương tự như so sánh hai số hữu tỉ viết dưới dạng số hợp phân. Chẳng hạn như là mình so sánh là 2,024777 đúng không? Với là 0,2382 chẳng hạn. Thì mình so sánh từ hàng đơn vị đúng không? Tiếp theo là hàng phân 10 chờ hàng phần trăm đúng này, đến khi có số khác nhau là mình so sánh được đúng này. Thì mình thấy là hai số này là hàng đơn vị hàng phần 10 giống nhau, hàng phần trăm thì số 4 sẽ lớn hơn số 3, như vậy có nghĩa là số bên trái sẽ lớn hơn số bên phải nên mình kết luận là số này sẽ lớn hơn số này đúng này. Tương tự mình sẽ có là căn bậc 2 của 2 á, sẽ là 1,414 thì mình thấy mình sẽ lớn hơn 1,410. Hai số này giống nhau, hàng đơn vị, hàng chục, hàng phần 10, hàng phần trăm giống nhau, hàng phần nghìn. Bên này 4, bên đây là 0, bên này sẽ lớn bên này. Nên mình kết luận là âm căn bậc 2 của 2 sẽ nhỏ hơn âm 1,41. Đúng này. Thì mình cũng do so sánh hai cái số phân bình thường thôi. Đúng này. Tiếp theo cũng như là số hữu tỉ ta có
Với hai số vượt A và B bất kỳ, ta luôn có A bằng B, hoặc là A nhỏ hơn B, hoặc là A lớn hơn B. Cho ba số vượt, nếu A nhỏ hơn B và B nhỏ hơn C, thì mình kết luận là A sẽ nhỏ hơn C. Đó là tính chất bắt cầu. Trên trục số vượt, nếu A nhỏ hơn B, thì điểm A sẽ nằm trước, hay gọi là nằm bên trái của điểm B. Nối duyên là có điểm nằm trước ở góc O biểu diễn các số âm, và các điểm nằm sau góc O sẽ biểu diễn các số dương. Bởi vậy ta viết x sẽ nhỏ không thì ta nói x là số âm, x lớn không thì nói là x là số dương, như hình 2.5. Đúng này. Thì mình thấy là bên trái sẽ là những số âm và bên phải sẽ là các số dương. Đúng này. Chẳng hạn nếu x là số cực khỏi mãn điều kiện là x sẽ lớn hơn 1 và nhỏ hơn 3, thì điểm biểu diễn x sẽ nằm giữa hai điểm E và Q. Đúng này. E và Q. Như là hình 2.5. Ví dụ 3 phần 2 thì sẽ lớn hơn 1 và nhỏ hơn 3 nên sẽ nằm giữa ở đây. Đúng này. Tương tự là căn bậc 2 của số 5 thì sẽ lớn hơn 2 và nhỏ hơn 3 thì sẽ nằm ở đây. Đúng này. Giờ tiếp theo chú ý, nếu mà không nhỏ hơn A và nhỏ hơn B thì mình có thể rút căn, thì có nghĩa là căn A sẽ nhỏ hơn căn B nhé. Mình nhớ là hai số dương thì mình có thể lấy căn được nha. Còn hai số âm là không lấy căn được, đúng không? A nhỏ hơn B và AB phải lớn hơn không, thì có nghĩa là căn A sẽ nhỏ hơn căn B. Ta thường dùng tính chất này để so sánh một căn bậc 2 số học với một số hữu tỉ, hoặc so sánh hai căn bậc 2 số học với nhau. Chẳng hạn là căn 2 với căn 5 vì 2 nhỏ hơn 5. Căn 2 sẽ nhỏ hơn căn 5 vì 2 nhỏ hơn 5. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua phần luyện tập 3 so sánh. Giờ mình sẽ làm câu A, câu trước nha. Giờ ta có, mình thấy là 1,32 sẽ bằng 1,3 32 32 32, lặp lại mãi mãi, đúng không? Mà 1,3132 33. Thì mình thấy là hai số này thì mình thấy là hàng đơn vị giống nhau, hàng phần 10 giống nhau, hàng phần trăm thì số 1 sẽ nhỏ hơn số 2, như vậy số này sẽ nhỏ hơn số này, đúng không? Sẽ nhỏ hơn 1,323232 nên mình kết luận là 1,313233 sẽ nhỏ hơn 1,32. Đúng rồi. Thì mình sẽ bung cái số này ra, sau đó so sánh. Thì mình thấy là hàng đơn vị giống nhau, hàng phần 10 giống nhau, hàng phần trăm số 1 sẽ nhỏ hơn số 2, nên mình kết luận là số này sẽ nhỏ hơn số này. Đúng rồi. Tiếp theo là câu B. Căn 5 và 2,36, ta có thể dùng máy tính để tính căn 5. Bây giờ mình sẽ tính căn 5 xem bằng bao nhiêu trước nhé. Ta cộng căn 5. Căn 5 sẽ bằng bao nhiêu? Căn bậc 2 của 5 sẽ bằng, căn bậc 2 của 5 sẽ bằng, ở đây thì mình sẽ làm tròn. Mình sẽ làm tròn thì mình sẽ để dấu gần bằng vì nó là một con số rất là dài, đúng không? Số hợp phân vô hạn không tương quan. 2,236 06 300. Ở đây thì làm tròn thì ở đây mình thấy là 2,36 là có hàng phần 10 hàng phần trăm, nên mình sẽ quyết định làm tròn số này đến hàng phần trăm luôn. Mình thấy bên đây là số 3, đúng này. Bên phải của số 3 là số 6 nên làm tròn lên thành số 4 luôn. Như kết quả là 2,24.
Giờ mà mình thấy là 2,24 thì sẽ nhỏ hơn 2,36 đúng không? Mình thấy là hai số này thì có hàm đơn vị giống nhau. Hàm phần 10 bên đây số 2, bên đây số 3. 2 sẽ nhỏ hơn 3, có nghĩa là 2,24 sẽ nhỏ hơn số này. Nên mình kết luận là căn 5 sẽ nhỏ hơn số này. Đúng không? Nên mình kết luận là căn 5 sẽ nhỏ hơn. Như vậy là mình xong câu luyện tập 3 nhé. Giờ câu luyện tập 3 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm khích video thầy biết các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp phần số 3, giá trị tuyệt đối của một số hợp. Khái niệm về giá trị tuyệt đối. Qua đồng hồ biểu diễn số 3 và âm 2 trên trục số, giờ cho biết là mỗi điểm ấy cách điểm cách góc ô bao nhiêu đơn vị. Thì mình thấy mình sẽ vẽ một trục số nhé, ở giữa chính là điểm ô. Như mình thấy là mỗi cái vạch này cách nhau một đơn vị, về bên trái đây là âm 1, âm 2, về bên phải đây là 1, 2, 3. Mình sẽ biểu diễn là âm 2 và 3. Mình thấy là điểm âm 2 sẽ cách ô hai đơn vị, còn điểm 3 thì cách ô là ba đơn vị, đúng không? Bây giờ mình trả lời qua đồng 1 nhé. Điểm số 3 mình thấy là cách ô sẽ ba đơn vị, cách góc ô là ba đơn vị. Còn điểm âm 2 cách góc ô là hai đơn vị. Giờ trả lời xong hoạt động 1, mình sẽ qua tiếp hoạt động 2. Giờ tiếp theo hoạt động 2, không vẽ hình hãy cho biết khoảng cách của mỗi điểm sao đến góc ô. Âm 4 thì mình thấy âm 4 thì sẽ cách góc ô là 4 đơn vị. Đúng không? Âm 1 sẽ cách góc ô một đơn vị. Giờ bây giờ mình sẽ lời hoạt động 2. Giờ khoảng cách của điểm âm 4 thì chính là 4 đơn vị, đúng không? Tương tự thì điểm âm 1 thì sẽ góc cách góc ô một đơn vị, đúng không? Còn điểm 0 thì sẽ cách góc ô không đơn vị, đúng không? Điểm 0 thì sẽ cách góc ô không đơn vị. Điểm 1 thì sẽ cách góc ô một đơn vị và điểm 4 sẽ cách góc ô 4 đơn vị. Giờ như mà xong hoạt động 2 mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ như vậy là các em sẽ nhớ là khoảng cách từ điểm A đến trục số. Khoảng cách từ điểm A trên trục số đến góc ô chính là giá trị tuyệt đối của số A. Ký hiệu sẽ là gạch hẳn đứng A, gạch hẳn đứng. Như vậy giá trị tuyệt đối của A chính là khoảng cách từ điểm A đến góc ô. Đúng này.
Như vậy là giá trị tuyệt đối của A chính là khoảng cách từ điểm A đến góc O. Và ký hiệu sẽ là gạch thẳng đứng A do gạch thẳng đứng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi. Từ hoạt động 1 và hoạt động 2 hãy cho biết với, hãy tìm giá trị tuyệt đối. Như vậy mình thấy giá trị tuyệt đối là khoảng cách từ điểm đó đến góc O. Có nghĩa là mình thấy nó luôn là một số dương, đúng không? Giờ thầy sẽ trả lời câu hỏi. Ta có giờ giá trị tuyệt đối của số 3 thì chính là số 3, đúng không? Có nghĩa khoảng cách từ điểm 3 tới góc O sẽ là 3 đơn vị. Tương tự, giá trị tuyệt đối của âm 2 sẽ bằng 2. Và giá trị tuyệt đối của 0 thì bằng 0 thôi, đúng không? Giá trị tuyệt đối của 4 thì sẽ bằng 4. Và giá trị tuyệt đối của âm 4 thì cũng bằng 4. Nói chung là giá trị tuyệt đối của số dương hay số âm đều là số dương thôi, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Như mình sẽ có nhận xét là giá trị tuyệt đối của 0 sẽ là 0, giá trị tuyệt đối của một số dương là chính nó. Chẳng hạn giá trị tuyệt đối của 2 sẽ bằng 2, giá trị tuyệt đối của 5 bằng 8 chính là 5 bằng 8. Còn giá trị tuyệt đối của một số âm là số đối của nó. Chẳng hạn như giá trị tuyệt đối của âm 2 là 2, giá trị tuyệt đối của âm 1,1 là 5 là 5,1. Giá trị tuyệt đối của căn bậc 2 của 2 sẽ bằng căn bậc 2 của 2. Như vậy giá trị tuyệt đối của A sẽ bằng A khi A lớn hơn 0. Giá trị tuyệt đối của A sẽ bằng trừ A nếu A nhỏ 0. Và giá trị tuyệt đối của A sẽ bằng 0 khi A bằng 0. Nhờ nhận xét này ta có thể tính được giá trị tuyệt đối của một số cực bất kỳ mà không cần biểu diễn số đó trên trục số, đúng không? Như vậy giá trị tuyệt đối của một số luôn luôn là số dương, đúng không? Và nếu mà giá trị tuyệt đối của số 0 sẽ là số 0. Còn số âm hay số dương sẽ là số dương. Tiếp theo mình sẽ có câu hỏi, Minh viết là giá trị tuyệt đối của âm 2,5 bằng âm 2,5 là đúng hay sai? Chắc chắn là sai. Giá trị tuyệt đối của một số phải là số dương, đúng không? Không thể là số âm được đâu. Giờ như mình trả lời là Minh viết giá trị tuyệt đối của âm 2,5 bằng âm 2,5 sẽ bằng âm 2,5 là sai, đúng không? Vậy giá trị tuyệt đối của âm 2,5 sẽ bằng 2,5 mới đúng, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giá trị tuyệt đối của một số là một số không âm nha. Đúng rồi. Có thể là số dương hoặc là bằng không. Giờ tiếp theo mình sẽ qua luyện tập 4. Giờ mình sẽ tính giá trị tuyệt đối thôi. Giờ thầy sẽ làm câu A trước. Giá trị tuyệt đối của âm 2,3 thì chính là 2,3, đúng này. Tiếp theo là câu B. Giá trị tuyệt đối của 7 phần 5 7 phần 5 thì chính là bằng 7 phần 5, đúng này. Tiếp theo là câu C. Giá trị tuyệt đối của âm 11 sẽ bằng 11. Và cuối cùng là câu D. Giá trị tuyệt đối của âm căn 8 giá trị tuyệt đối
Cô âm cần tẩm thì sẽ bằng cần tẩm. Đúng nè. Giờ như vậy là mình xong luyện tập 4, mình sẽ tiếp phần thử khách nhỏ nha. Giờ thử khách nhỏ, người ta kêu mình liệt kê các phần tử của tập hợp A. A sẽ bằng x, x sẽ thuộc tập hợp các số nguyên và giá trị tuyệt đối của x sẽ nhỏ hơn 5. Như vậy giá trị tuyệt đối của x sẽ nhỏ hơn 5 thì mình thấy là có thể là 0, 1, 2, 3, 4, âm 1, âm 2, âm 3, âm 4. Đúng rồi. Mình thấy là thì những số đó sẽ mình sẽ lấy giá trị tuyệt đối thì sẽ nhỏ hơn 5. Đúng rồi. Giờ mình trả lời câu hỏi nha. Giờ các phần tử của tập hợp A là như vậy mình thấy là có âm 4, âm 3, âm 2, âm 1, 0, 1, 2, 3, 4. Đúng nè. Thì những này mình giúp giá trị tuyệt đối thì sẽ nhỏ hơn 5 nha. Giờ như mình xong thử khách nhỏ nha. Giờ thử khách nhỏ các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm khích video thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem nha. Các em có thể chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Giờ nếu em nào mà chưa đăng ký thầy, kênh thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt kém nha.